Mưu của các thế lực thù địch bên ngoài qua sự kiện Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2019. Nhìn lại toàn cảnh vụ việc khiếu kiện đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, có thể thấy sự vào cuộc tích cực, chủ động, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong đối thoại, xử lý và giải quyết dứt điểm các nút thắt của vụ việc này. Câu hỏi đặt ra, tại sao các cơ quan chức năng đã giải quyết, tháo gỡ sự việc một cách thấu tình, đạt lý, từ việc đối thoại với người dân đến việc thực hiện thanh tra lại toàn bộ vụ việc ở hai cấp là thanh tra thành phố Hà Nội và chính phủ, nhưng Lê Đình Kình và nhóm đồng thuận vẫn không chịu thức tỉnh mà lại chống đối ngày càng quyết liệt, dã man hơn. Đỉnh điểm là sự việc ngày 9 tháng 1 năm 2019, các đối tượng dưới sự chủ mưu của Lê Đình Kình đã hành động tàn nhẫn, dùng vũ khí, bom xăng, khiến ba chiến sĩ công an hy sinh giữa thời bình, gây ra sự phẫn nộ của quần chúng nhân dân. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, có thể nhận diện có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân nổi lên đó là sự tiếp sức, trợ giúp đắc lực để chống lưng cho Lê Đình Kình và nhóm đồng thuận ở Đồng Tâm là phần tử cơ hội chính trị, phản động trong nước và đặc biệt là các thế lực chống đối bên ngoài. Vậy âm mưu thật sự của các thế lực chống đối bên ngoài này là gì thì sau đây có thể nhận diện ở một số khía cạnh sau. Thứ nhất, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của nhà nước thông qua sự kiện Đồng Tâm. Thời gian qua, hàng loạt các phần tử cơ hội chống đối, các tổ chức chống phá bên ngoài nước tìm cách đăng đàn, phản biện sự kiện Đồng Tâm, qua đó tìm cách tung tin, vu cáo nhà nước cướp đất, đồng thời đổ lỗi cho các cơ quan chức năng làm sai quy định về đất đai, thực hiện việc bắt người sai quy định của pháp luật, đặc biệt là về cái chết của Lê Đình Kình, từ đó tạo ra nhận thức sai lệch, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào nhà nước, chính quyền nhân dân, kích động tâm lý ức chế, xung đột, chống đối trong một số đối tượng trong nước. Thứ hai, xuyên tạc sai lệch các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, gây chia rẽ người dân và lực lượng công an. Với âm mưu chia tách, làm mất niềm tin của nhân dân với lực lượng công an, các thế lực chống đối bên ngoài đã tìm cách đăng đàn, chỉ trích, viết bài nhằm xuyên tạc, vu khống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, vu cáo, bịa đặt công an đàn áp, tấn công nhân dân, đánh đồng khái niệm giữa nhân dân với đối tượng chống đối, giết người, gây rối, an ninh trật tự. Nhưng người dân đã nhanh chóng nhận diện được vấn đề khi các đối tượng chống đối tại Đồng Tâm đã rất thâm độc, chuẩn bị kỹ lưỡng vũ khí, phương tiện nhằm giết người thi hành công vụ với tính chất hết sức tàn độc, man dợ như bom xăng, lựu đạn, dao phóng, xây hầm trông. Thứ ba, tuyên truyền kích động tạo ngọn cờ chống đối trong nước. Lợi dụng sự việc Đồng Tâm, tiến hành xuyên tạc, kích động những đối tượng chống đối trong nước với luận điệu như phải đấu tranh đến cùng, thả hy sinh cũng phải chống lại quân cướp đất, chống lại lợi ích nhóm, tham nhũng. Qua đó tìm ra ngọn cờ trong nước để đẩy người dân đối đầu với chính quyền, phá hoại mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân, tạo ra nhận thức chia rẽ, kích động tư tưởng đối đầu. Thứ tư, âm mưu quốc tế hóa thông tin sự việc Đồng Tâm. Với chiêu trong kích động, tìm cách móc nối với các tổ chức quốc tế để chống lưng nhằm tiến hành quốc tế hóa thông tin về sự việc Đồng Tâm, tiến hành thực hiện các trực tiếp livestream, cắt ghép, những đưa tin những hình ảnh sai sự thật để gây hiểu lầm, từ đó kêu gọi, kiến nghị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng, can thiệp. Thứ năm, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm nhiều vai trò trong các tổ chức quốc tế như đảm nhiệm luân phiên Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41, thì những vấn đề như Đồng Tâm quả là một miếng bánh để các đối tượng chống đối khai thác, xuyên tạc những tồn tại, bất cập trong đời sống xã hội để kích động người dân chống đối, lấy đó làm ngòi nổ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với một số âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực chống đối bên ngoài hướng đến, thì mỗi người dân cần hiểu đúng đắn bản chất vấn đề Đồng Tâm, từ đó nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch bên ngoài qua sự kiện này, qua đó phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các phần tử chống đối, cơ hội chính trị, phản động trong nước cũng như các thế lực chống đối bên ngoài.